Dạ thưa sư, nghề phục vụ nhà hàng tiệc cưới quán ăn thì có phải là nghề tà mạng không? Cái nghề phục vụ này á, nó tùy thuộc vào việc mình làm cái gì. Nếu như nó chỉ đơn giản là mình bưng bê, bưng nước rồi bưng đồ ăn thì nó hoàn toàn thuần túy là phục vụ, thì nó là nghề chánh mạng, bởi vì nó là cái nghề không làm hại ai. Còn khi mà mình phụ bếp á, thí dụ như sư biết là có hồi xưa thì có những bạn mà đi làm nhà hàng thì đi vô mới sáng sớm vô thì cắt đầu tôm rồi làm cá mà những con nó còn sống á, thì như vậy là mình phạm giới sát sanh. Cho nên á, là hãy cẩn trọng tùy vào cái việc mình làm á, là nó là cái gì ha. Chúng ta qua câu hỏi tiếp theo.